Thưa chị các bạn, thì hôm nay Vũ Chiến cùng với mấy anh em là người nhà của Vũ Chiến để đi phát 60 phần quà của chị Lan với anh Dũng ở Canada gửi về cho Vũ Chiến để đi phát cho những bà con nghèo. Thưa chị các bạn, thì sáng giờ anh em đã chuyển đồ qua chiếc xe ba gác rồi. Chiếc xe ba gác thì của ông bạn mình mới kêu ông bạn bữa nay tôi đi chở đồ đi làm từ thiện, thì ông bạn cũng chạy làm từ thiện luôn. Thưa chị các bạn, thì một phần quà gồm là 10 kg gạo với những cái nhu yếu phẩm. Vô là mình đi bằng cách là mình đi theo từng nhà các bạn, chứ không có liên hệ với xã ấp gì hết. Mình chạy theo một cái đoạn đường vậy đó, là có ai khổ là mình phát thôi. Đây một hộ, để đó đi. Dạ. Cô sống gì đây? Bà sống đây với ai bà ơi? Bà sống đây với ai? À. Có để trong tay hai đứa con với đứa kế nữa, ba đứa bởi mừng. Nhà này có em bé không? Có hai đứa em bé mà trong thai. Bị lớn rồi? Mười mấy tháng hả? Dạ dạ dạ. Bà ơi, hôm nay á, hôm nay con á được chị Lan với anh Dũng ở Canada á gửi tiền về cho tụi con, đừng cho con đi phát quà cho những bà con nghèo mình á. Đây thì tụi con sẽ chia ra những phần quà gồm 10 kg gạo, rồi nước tương, dầu ăn, bột ngọt. Cảm ơn nhiều lắm. Bà cảm ơn chị Lan, anh Dũng ở Canada với con ha. Chị Lan với anh Dũng. Với anh Dũng. Ở Canada. Dạ. Cảm ơn nhiều lắm nha. Rồi con đi nha cô ha. Dạ. Thưa chị các bạn, thì nãy giờ cũng đã trời mưa rồi, mà xe của anh Vũ thì cũng đã đậy lại. Bây giờ tiếp tục anh em lại lên đường để mưa tới nữa, nãy giờ anh em mắc mưa rồi. Mình phát ở đây là mình chạy vòng, mình thấy ai nghèo là mình ghé vô thôi, thấy cái nhà nào mà nghèo là mình ghé vô. Quá trời chuyện mưa. Các bạn, đây là tiếp tục anh em mình tiếp tục. Cô ơi, nhà mình làm gì sống cô? Làm một điều vậy nè. Làm một điều hả? Dạ. Yeah. Có thằng con trai đi phụ hồ. Phụ hồ hả? Bệnh dịch này không. Dạ. Nhà có em bé kìa, lấy mấy cái thùng mà. Dạ. Cô ơi, thì hôm nay tụi con có được một cái phần quà của anh Dũng. Anh Dũng với chị Lan ở Canada gửi về cho con, đừng con đi phát cho những bà con nghèo mình. Thì hôm nay thì nhà của cô được nhận một phần quà của chị Lan anh Dũng, thì cô có cảm ơn chị Lan anh Dũng không? Cảm ơn chị Lan với anh Dũng ở Canada. Canada mạnh khỏe. Rồi con cảm ơn cô nhiều nha, cô nhận quà đi. Dạ. Vậy à, lấy thêm túi nữa hả? Túi nữa phát đâu ạ? À? Đằng kia hả? Thưa chị các bạn, thì mình đang chạy đi, thì đằng kia có mấy hộ đằng kia thấy cũng có hoàn cảnh khó khăn quá, thì bây giờ mình đưa qua chiếc xe nhỏ này chạy đẳng phát. Dạ, đi phát đi, khỏi quay luôn, không cái này cũng không sao. Rồi chạy đằng kia, tại mình chạy ngang lỡ nó hút mấy cái nhà kia. Cái này là mình không có làm trong danh sách các bạn, mình chạy trên những đoạn đường quê thấy bà con mình nghèo là mình cứ phát thôi. Dạ. Rồi đi chạy đắng phát đằng kia đi. Trời, cái nhà này có cái vàng hoa gì đẹp quá trời nè. Hoa này hoa gì vậy chị? Hoa đậu biếc à. Hoa đậu biếc. Dạ. Rồi hôm nay thì em có một cái phần quà của anh Dũng với chị Lan ở Canada gửi về cho bà con nghèo mình trong cái mùa dịch này để phát cho những bà con. Chị cảm ơn chị Lan anh Dũng em ngay. Em cảm ơn chị Lan với anh Dũng. Dạ, rồi cảm ơn rất nhiều. Rồi nhận đi chị. Rồi mình đoàn mình tiếp tục đi. Đây ông bạn mình là chạy xe ba gác, nhưng hôm nay là đi theo mình cũng chạy xe ba gác từ thiện luôn. Lên đường. Bye. Thưa chị các bạn, đây là cái bà dì dẫn cho mình đi á.
Dạ lấy một phần thôi sao ơi. Dạ. Anh Vũ lấy em phần thôi cho bà cụ này nè, bà cụ này nè. Dạ. Bên đó nè hả sao? À, cho con bé đó đi. Dạ dạ. À, bà ơi. Bữa nay thì bà đứng đó đi. Bữa nay thì con có được anh Lan với anh Dũng với chị Lan ở Canada gửi cho con về những cái phần quà để tụi con đi phát cho những bà con nghèo mình trong mùa dịch này. Thì con thấy hoàn cảnh của cô cũng khó khăn nè, thế con phát cho cô một phần ha. Rồi cô có cảm ơn gì? Cô cũng cảm ơn trước là cô Lan với cô cái chú gì đó, chú Dũng, chú Dũng với, Dũng 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 với Canada gì đó. Dạ. Mình Hồng Quân với các cháu Chiến với mấy cái cháu ở đây. Dạ. Thật lòng cảm tạ, cảm ơn rất nhiều. Rồi chúc cô khỏe qua mùa dịch này ha. Dạ rồi rồi dạ dạ. Cũng cảm ơn ha. Rồi cô nhận đi. Dạ cô nhận đi. Dạ. Thôi tụi con đi tiếp ạ. Thưa quý vị các bạn, thì mình lại phát cho cái một cái anh này ảnh ở sau. Ồ hello chào anh. Đang cơm hả? Đang cơm sáng hả? Cơm gì anh? Cơm gì ớt. À chồ ớt kho rau răm với canh bầu. Con gái ăn ngon con? Ngon không? Con đi học chưa? Chưa hả? À, anh ơi thì trong cái mùa dịch này á, thì tụi em được chị Lan với anh Dũng ở Canada gửi về cho em một số tiền để đi mua những cái phần quà này phát cho những bà con mình gặp khó khăn anh. Thì hôm nay hộ của anh được nhận một phần quà của chị Lan anh Dũng, thì anh có cảm ơn gì với chị Lan anh Dũng của em không? Vậy thì cũng cảm ơn anh. Chị Lan anh Dũng ở Canada anh. Chị Lan anh Dũng. Rồi em chúc gia đình mình dồi dào sức khỏe trong mùa dịch này ha. Tụi em đi nha anh, tạm biệt anh. Tốt nghiệp bà gì quá, nãy giờ bà đi theo bà sắp ngồi chắc bà xỉu luôn. Đâu rồi chị chủ nhà, đâu rồi? Ra đây. Cái đường kinh này còn nghèo quá hen gì Sáu ha. Nghèo lắm, nhiều nhà nghèo lắm mà. Phải không? À. Sao có con nữa cơm chị thì nhân cái dịp mà đại dịch Covid-19 này nè, cái chị Lan với anh Dũng ở Canada có gửi những cái phần quà về cho tụi em, đừng tụi em đi phát những cái cho hoàn cảnh khó khăn á. Thì hôm nay đến đây phát cho gia đình chị được một phần quà là 10kg gạo gồm các nhu yếu phẩm đó. Yeah. Thì chị có cái lời nào cảm ơn tới chị Lan anh Dũng ở Canada không? Dạ, cho em gửi lời cảm ơn chị Lan và anh Dũng. Rồi. Dạ. Rồi. Thôi vậy em nhận quà đi. Dạ. Rồi. Em cảm rồi. Ơn. Rồi, tạm biệt em nha. Dạ. Chúc em nhiều sức khỏe. Dạ. Rồi, anh cảm ơn em. Bây giờ mình tiếp tục đi nữa nha các bạn. Cái gì á? Cái anh này chạy xe theo hả vậy? Ừ. Ôi ôi. Ở dưới mé sông hả? Ừ, con Sáu hả? Ôi ôi, hồi nãy giờ thấy anh chạy xe theo. Còn con đó có về nhà nhận không? Về nhà nhận vậy giờ ta đi chứ mà chờ bay vậy? Có em bé không? Có em bé lấy cho thêm một cái phần quà của con bé Hiền á. Bé Hiền nó gửi cho mấy cái sữa gì cho em bé đó. Trời, anh chạy xe theo tội nghiệp anh quá. Kìa. Rồi, anh ấy đi nha anh. Rồi, dạ, về đi. Trời ơi, cái thương anh quá. Nhà hay cho con bị bệnh khổ hả? Nhà có thằng con bị tâm thần cái gì, bệnh mà đi kế bên bà trồng rau đó. Trời ơi, vậy là mình còn sót nữa đó. Hỏi cái cô bán rau của nó có hai cha con mà hình như vợ bỏ nữa. Không cận quá, nãy còn ghé mấy chiếc một con nữa nha. Đây là em gái mình các bạn. Còn còn cái nón xanh đó là giờ là vợ mình. Dạ. Tiếp tục mình lên đường. Quá trời cái đường. Ở đâu Sáu? Nhà kế nè. Nhà kế quá trời cái đi lộn nhà nghe nó buồn à. Cái đường kinh này còn nhà con này gì có đi lộn đâu. Cái đường kinh này bà con còn khổ quá. Vậy cho cái mấy hộ quá nghèo đi. Cho hộ quá nghèo đi mấy hộ được. Mấy hộ được. Rồi anh về khỏe nha anh. Đây hả? Thôi để đây cho chị hả? Chị hả? Của chị hả? Rồi. Chị thì đây là cái phần quà của chị Lan anh Dũng ở Canada gửi về cho em đi phát cho những bà con nghèo mình trong mùa dịch. Chị có cảm ơn gì chị Lan anh Dũng không?
Rồi rồi rồi, chị nhận qua đi. Rồi rồi, dạ. Thưa các bạn, thì mình đi phát ngang đây thì gặp ông chú này ở con mình nè. À. Chú ở mình là chú sống bằng gì? Đi bán số mà giờ nghỉ số lâu. Mấy xíu lâu hả? Thôi bây giờ con chạy ngang thì con cũng có một cái phần quà của chị Lan anh Dũng ở Canada gửi cho chú, đừng giống như mình trang trải được qua cái mùa dịch này hen chú ha. Rồi. Chú cảm ơn chị Lan anh Dũng ở Canada. Chị Lan với anh Dũng ở Canada. Dạ. Chú nói đi, chú cảm ơn anh Dũng chị Lan. Cảm ơn chú Dũng với chị Lan. Rồi 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 ha. Rồi rồi con chúc chú nhiều sức khỏe nha. Tụi con đi tiếp ạ. À. Trời ơi, già sống con mình nè. Cái đường kinh này còn còn nhiều hộ khó khăn quá. Đâu nữa hả? Thật sự mà để chạy ngang mình coi coi chứ bây giờ em sợ nhiều cái phát ở đây hết rồi, cái đường kia mình không có đủ để mình phát. Ở đâu nữa? Dạ. Trời ở đây hả? Cái đường kinh này trời, cái nhà sao? Cô ơi. Dạ, chào cô. Dạ. Nhà mình cô sống với ai? Hai vợ chồng. Hai chồng già hả? Thì thôi thì bữa nay con có một cái phần quà của chị Lan Anh Dũng Canada gửi về cho con, đừng có phát cho những bà con nghèo mình trong cái mùa dịch này. Thì cô nhận quà giùm con đi, cô có cảm ơn gì chị Lan Anh Dũng không? Thôi, cô cảm ơn cô Lan với chú Dũng nha. Rồi, chúc dạ. Được nhiều sức khỏe. Rồi, 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 rồi. Nhận đợi đó, rồi, chị Lan với anh Dũng mà nghe những lời chúc này chắc cũng vui lắm đây. Dạ, tụi con đi tiếp nha cô. À. Dạ. Thưa các bạn, thì hôm nay thì cái bà dì này bà dẫn đi là những cái hộ này là những hộ đặc biệt khó khăn ở chỗ cái đường này. Những cái hộ mà bán vé số rồi những hộ khó khăn không à. Dạ. Đây hả, chú này hả? Chú đó. Trời ơi. Chú sống với ai chú? Chú sống với ai? Giống với bà xã hả? Nghề chú làm nghề gì sống? Bán vé số. Lúc gài thì hết bán được ha. Dạ chú ơi, thì hôm nay á tụi con có nhận được một cái phần quà của anh Dũng chị Lan ở Canada gửi về cho con để con đi phát cho những bà con mình khó khăn trong mùa dịch á. Hôm nay thì nhà của chú được nhận một phần quà, chú có cảm ơn gì là chị Lan với anh Dũng ở Canada một con không? Là cũng cảm ơn nữa là những người ở xa mà có tấm lòng ở quê hương thì cũng cảm ơn. Nói luôn rồi, dạ dạ rồi thôi được rồi, dạ tạm biệt chú ha. Dạ rồi chú này sao với chị Sáu hả? Dạ dạ. Thưa chị các bạn, thì chạy ngang thấy đây một cái, đây nè các bạn, một cái ngôi nhà này cũng thấy khó khăn quá đây nè. Mình gửi luôn, mình ghé chưa gửi vô cho hộ đèn phần. Chủ nhà ơi. Hello cô, chị. Trời ơi, ở đây sống ở đây với ai? Với ông xã với nhỏ nè, đi làm rồi. Làm gì sống? Làm thuê không ạ? Dạ. Thôi thì em chạy ngang cũng như có một cái duyên. Em chạy ngang thì em thấy nhà mình thấy cũng còn khó khăn quá. Dạ. Có một phần quà của chị Lan ở anh Dũng ở Canada gửi về cho tụi em để tụi em đi phát cho những bà con mình khó khăn trong mùa dịch này. Chị cảm ơn chị Lan với anh Dũng ở Canada. Dạ, dạ, dạ cảm ơn ha. Chị Lan với anh Dũng. Dạ. Chị nói đi. Em cảm ơn chị Lan với anh Dũng. Ở Canada. Ở Canada. Rồi. Dạ. Rồi chúc cho bà con mình có một phần quà này cũng trang trải được một phần nào trong mùa dịch này nha. Dạ, dạ, anh cảm ơn. Rồi, tạm biệt. Dạ. Cái đoàn mình tiếp tục đi các bạn ơi. Đường này bà con mình cũng còn khó khăn quá nhiều. Trời ơi, bà cụ sống với ai vậy? Cụ ơi. Sống với Út hả? Nói không nghe hả? Trời ơi. Chị, bà cụ bị gì vậy? Bú cổ hả? Không có mổ được. Lý do? Cũng như là nó ăn gáy vô quá cho cụ họng. Trời ơi. Không có mổ được phải không? Giờ nói chuyện không có nổi hay gì vậy? Bị bú giáp. Mổ rồi nó bào cũng họng mỏng, đặt ống tôi chịu, cái rồi nó có bệnh rồi đưa nhà thương khác á. Đặt máy vô mà mình nghèo mổ từ thiện. Còn mổ không được gì luôn. Trời ơi, giờ vậy chịu luôn hả? Thôi giờ mày trả lời nhớ mày. Thôi giờ bữa nay con có một phần quà của chị Lan Anh Dũng ở bên Canada á, gửi về cho con đi phát cho những bà con nghèo trong mùa dịch nè, thì con hôm nay con phát cho cô một phần nha. Vậy cảm ơn mấy cậu quá nhiều. Rồi dạ dạ dạ. Đây con thôi ghim vô cho cô luôn đi, ghim vô cho cô đi. Con để trong cái bụi trong cái đó đi. Bàn. Để bàn. Cô bị cái bú này lâu chưa? Này lâu lắm. Lâu lắm rồi.
Rồi. Mười mấy năm rồi. Dạ dạ, tụi con rồi, tụi con đi nha cô ba. Dạ dạ. Trời ơi. Hồi đó thưa các bạn, thì bây giờ ghé một nhà bà cụ này. À, nhà này nhà tình thương. Cụ ơi, cụ sống mình hả? Sống mình. Ở sống mình rồi làm sao mà ăn uống rồi sao? Thì đồ ăn thì nó cung cấp, nó cho mấy cứ con mì nấu riêng điện lên đây nè, cứ ngày nhiêu đây mà. Đâu ngày nhiêu đâu đâu, chỉ con coi, trời ơi lưng còng hết trơn rồi. Nấu nhiêu đây mà ăn không có hết. Dạ yeah, trời, lon gạo hả? Không ngày có, nửa lon. Nửa lon. Dạ. Bữa nay nấu nửa lon đi cho cá. Dạ. Trời ơi, người không có gạo ăn đi cho cá ăn gì? Bị nuôi, bị coi nó ăn. Đúng rồi, nuôi phải cho nó ăn. Dạ bà ơi, thì hôm nay á, con có nhận được một cái phần quà của anh Dũng với chị Lan ở Canada gửi về cho con để con đi phát cho những bà con nghèo mình trong mùa dịch nè. Thì hôm nay con ghé nhà cô phát cho cô một phần. Thì cô có lời cảm ơn nào chị Lan với anh Dũng Canada thì, con không? Bây giờ thì cái lúc bệnh hoạn này. Dạ. Mà những người mà có những cái lòng hiểu thảo, hiếu thảo. Dạ. Mà tặng cho những người mà lúc này đang cái lúc mà thời gian khó khăn, ăn uống đi đâu cũng không được. Dạ. Thì tôi cũng xin lời cảm ơn. Cảm ơn chị Lan với anh Dũng. Cảm ơn Lan với Dũng ở Canada. Có cái lòng tốt. Rồi. Rồi, có chút chị, có chút Lan với Dũng, con kêu bằng chị, chắc bà kêu bằng bằng em rồi. Lan với Dũng có chúc cho hai cháu á là luôn. Hai em. Luôn luôn có những cái tâm, cái hiếu thảo, cái đạo đức để giúp đỡ cho những bà con những cái lúc hoàn hoạn như năm 2021 này. Dạ, đặc biệt là chúc sức khỏe ha. Ô, bà già nó hay quá. Gửi cái này cho. Rồi, bà già nó hay quá. Trời ơi. Cái này mà chị Lan với anh Dũng nghe chắc thương bà lắm á. Rồi ha, tụi con đi ha bà ha. Rồi, rồi, dạ, dạ, dạ. Thưa các bạn, thì nãy mình phát một cái đường kinh khác, bây giờ mình qua một cái đường kinh khác rồi, ở trong một cái vùng quê nữa, cái này cũng của Tân Thành, Tân Thạnh Long An, ghé phát cho bé bên đây chỗ này một phần nè. Nhưng... Ủa nhà có hai chị em hả, gì hả? Cha mẹ nó hả? À. Rồi 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 rồi. Thưa quý các bạn, đi phát cho cái cô này gặp cái cây này, cây này cái gì cô? Cây ly kima. Cây ly kima hả? Ủa cháy quá trời cháy luôn hả? Cháy wow. Khủng khiếp. Nè, nhìn nó giống như cháy dưới sữa hoàng kim. Nó như giống sữa hoàng kim. Dạ. Nó cháy quanh làm dạ, dạ. Hoài vậy đó. Dạ cô. Cô. Hả? Con á nhờ có được cái phần quà của anh Dũng với chị Lan ở Canada, anh gửi về cho con đi phát cho những bà con nghèo mình trong mùa dịch dạ. Này nè. Hôm nay tụi con phát cho cô một phần. Dạ. Thì cô có cái lời cảm ơn nào chị Lan với anh Dũng ở Canada không? Tôi chị Lan anh Dũng hả? Dạ. Vậy tôi cảm ơn chị Lan với anh Dũng mà phần quà này tặng cho tôi. Tôi cảm ơn, rất cảm ơn mà phần quà này anh Dũng với chị Lan ơi. Rồi rồi dạ dạ, dạ chị Lan ơi. Rồi dạ. Cho con gửi. Dạ, dạ. Rồi rồi dạ dạ, dạ tụi con đi nha cô. Dạ. Rồi, cảm ơn. Rồi mình tiếp tục lên đường các bạn ơi. Cô ơi, cô ở đây với ai? Cô ở đây với thằng bé đó đó. Bé hả? Thì cô à, hôm nay con có một cái phần quà của chị Lan anh Dũng ở Canada gửi về để giúp bà con mình trong cái mùa dịch này. Cô nhận giùm con ha. Cô có cảm ơn gì chị Lan anh Dũng không? Cô có đôi lời cảm ơn với hai cô cậu đó quá nhiều nhiều luôn, hai bà cháu. Chị Lan anh Dũng. Chị Lan anh Dũng. Dạ, ở Canada. Ở Canada, cô cảm ơn rất nhiều. Rồi, dạ dạ dạ, rồi cho con gửi. Chúc cô nhiều sức khỏe. Rồi rồi rồi. Tôi nói để dưới đây 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 dưới, để dưới. Để cái đại nó đây đi được cô mượn cháu. Rồi rồi. Vô vậy ơi. Hai bà cháu á. Rồi, tụi con đi nha cô. Chút ginh để trong đó cho cô đi. Rồi rồi, cô cảm ơn hết trơn hai đứa nghe. Dạ 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 dạ, tụi con đi tiếp. Dạ. Wow, cái đường khó quá. Mình đi vô những cái đường xa xa như vậy nè các bạn, có những bà con mình trong đây rất là nghèo. Nhà này nhà tình thương cái gì á, nhà tình thương chú ơi. Trời ơi cái nhà hỏi đội nón, chào đội nón đồ vô nữa.
À, tụi con đến tụi con trao cho chú một cái phần quà nè. Tụi con có nhờ, có được chị Lan với anh Dũng á ở Canada gửi về cho con những cái phần quà để con đi phát cho những bà con mình nghèo trong mùa dịch này nè. Thì hôm nay con đến đây con phát cho chú một phần gồm gạo với nước tương, dầu ăn đồ. Dạ con gửi chú. Dạ. Chú cảm ơn chị Lan với anh Dũng ở Canada. Cảm ơn cho tên tới đây. Dạ, chú nói là cảm ơn chị Lan anh Dũng ở Canada giùm con. Cảm ơn anh Dũng với chị Lan ở Canada mới về. Dạ dạ rồi chú nhận quà con ha. Rồi. Chúc chú giữ sức khỏe nha. Dạ, cảm ơn chú ơi. Rồi dạ. Thưa quý vị các bạn thì tới một điểm phát một ngày nhà khác nữa rồi. Ủa mệt quá. Chú nhà ơi. Chú nhà cho anh gửi một phần quà giúp bà con mình trong cái mùa dịch này nè em trai. Dạ em trai nhận giùm anh đi. Thôi để đây đi em trai ra lấy. Rồi anh đi nha, tụi anh đi nha. Trời, nhà này còn mít rồi. Này nuôi cá gì đây nè, cá bảy màu, cá này ăn lăng quăng. Bây giờ bạn thì bây giờ mình phát cũng được, nãy giờ cũng được hơn 2 phần rồi. Rồi đây mình gửi đây một phần nữa, đây 2 phần hả? À, gửi cho nhà này 2 phần. Ở đây là những cái nhà ở trong cái vùng quê không bạn? Rồi. Mình phải chạy đi từ nhà vậy nè, mình mới biết là những hoàn cảnh nào nó người ta rất là cần. Còn mình mà có liên hệ với chỗ xã thì mời ra nhiều cái mình không có biết là chỗ đó có thật sự khó khăn hay không nữa. Mình bỏ công đi về để chắc cứu 100% trên đường. Cảm ơn chị. Hai vợ chồng mới ra riêng cái gì mà? Có mình em hả? Mình hả? Dạ. Mình ở cái nhà nhỏ đó đó hả? Dạ. Rồi cho gửi phần quà nha anh. Dạ cảm ơn. Rồi quá trời mít luôn. Tới chưa, tới nữa không? Lên đường. Thưa quý vị các bạn thì đây mình phát cho anh này một phần. Anh ơi, em có cái phần quà của chị Lan anh Dũng ở Canada gửi về để phát cho bà con mình trong cái mùa dịch này nè. Thì em gửi cho anh phần ha. Rồi, anh có cảm ơn gì chị Lan anh Dũng Canada mà em không? Cảm ơn chị Lan với anh Dũng. Lan với anh Dũng. Rồi, em tạm biệt anh nha. Rồi. Chúc anh nhiều sức khỏe. Rồi, tiếp tục lên đường các bạn ơi. Đường mình chạy đi kiếm từng hộ nên cũng rất là khó khăn. Nên chắc phát trong vòng cũng một buổi này. Lên đường thôi. Đây mình phát xong một hộ này nữa thôi các bạn. Hộ này nhà tranh vết lá. Ủa chị Năm đâu rồi Năm? Mất rồi. Thôi vậy cho em gửi anh Năm với chị Năm một phần quà để dùng với em lấy thảo trong mùa dịch này nha. Rồi phần quà này là của chị Lan với anh Dũng ở Canada gửi về cho em. Anh có cảm ơn gì với chị Lan với anh Dũng giùm em không? Thay mặt gia đình cảm ơn chị Lan với anh Dũng. Lan anh Dũng luôn. Rồi chúc anh nhiều sức khỏe nha. Tụi em đi tiếp ạ. Trên đường thôi. Gần xong rồi. Đây mình gửi cho cô này một phần nữa nha các bạn. Cô ơi cho con gửi cho cô phần quà dùng trong cái mùa dịch này. Dạ cô. Dạ mấy chó chó quá. Rồi. Để đây cho cô đi. Để lên bồn ngựa cho con đi. Để đây cho cô. Rồi tụi con đi luôn nha cô. Nè. Dạ. Gặp một ông. Dạ thưa vị quan thì đây là một hoàn cảnh cũng khó khăn. Hai vợ chồng già sống đây hả? Bà cụ bị bệnh hay gì? Bệnh. Dạ chào cô. Dạ. Cô bệnh gì hả? Trời ơi, tai biến sụn bên. Để đây đi chút. Tụi con ghé đây, tụi con gửi một phần quà của anh Dũng với chị Lan bên Canada gửi về cho con để tụi con đi phát cho những cái hoàn cảnh khó khăn á. Dạ. Thì bây giờ hôm nay con ghé con gửi cho cô với chú một phần quà nha. Cảm ơn chú ơi. Dạ. Trời ơi. Hai vợ chồng già sống ở đây mình một. Dạ con để phần quà đó nha cô. Rồi tụi con đi nha. Rồi chúc cô chơi nhiều sức khỏe nha.
Dạ chào chú. Thưa vợ phần thì đây là cái chỗ điểm chắc có lẽ là mình phát cuối cùng đó bạn. Còn mấy cái phần kia thì mình đi xe Honda nhỏ 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 mình chạy lại tới giao cho mấy chú. Mấy chị đứng xa xa, mấy chị đứng xa xa ra đường đi, dịch bệnh. Rồi. Người phần. Rồi người phần. Rồi. Có cho lá châm bầu nè. Rồi người phần. Đây là những cái phần quà của cốt, những cái phần quà của anh Dũng với chị Lan ở Canada. Dạ. Gửi về cho con, đừng con đi phát cho những bà con mình trong mùa dịch này á. Thì Út có những lời cảm ơn nào với chị Lan anh Dũng không? Út cảm ơn chú Dũng với cô Lan. Dạ. Giúp cho cô được phần quà này là cô cảm ơn nhiều lắm. Rồi, cô Út, chú cô Út khỏe nha. Dạ. Đây, rồi cô Út về đi. Dạ dạ. Đây còn một số phần này nữa thì mình qua chiếc xe nhỏ mình đi phát cho những cái hộ kia các bạn ơi. Rồi, lên đường. Thưa quý vị các bạn, chắc có lẽ là video của Vũ Chiến đến đây tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các video tiếp theo.